chùa này, có lẽ các vị Phật nơi đây linh hiển, thấy vợ chồng mình ở ăn chân thật, nên khiến cho vô số vàng từ chiếc thuyền bị đắm, sóng biển đưa đẩy đến cạnh nhà mình, và chỉ có một mình anh thấy được. Nhờ vậy, anh với em mới giàu có như ngày nay. Cho nên em muốn vợ chồng mình thắp hương tạ ơn chư Phật. Em tính như vậy rất hợp với ý anh. Mô Phật, nhị vị thí chủ đến chùa lễ Phật. Mô Phật. Bạch Ni Sư, vợ chồng con hôm nay đến đây trước viếng chùa lễ Phật, sao có chút lòng thành muốn được cúng dường tam bảo để cho chùa làm Phật sự, hoặc tổ chức cứu tế cho bá tánh thập phương đang trong cảnh tai ương đói khổ. Quý quá quá, hai vị còn son trẻ mà biết gieo trồng cây phước báo, bần ni hoan hỷ vô cùng. Nếu trên đời này mọi người đều có tấm lòng như hai vị thì sẽ cứu được biết bao người không may còn rơi vào cảnh bất hạnh lang thang. Hay là cửa nát nhà tan vì mưa bão đi ngang, làm dân tình phải gian nan. Họ đang cần có bát gạo đồng tiền, cần có thương yêu của dân tộc đồng bào để xoa dịu phần nào những điều họ phải cứu mang. Bạch Ni Sư, chúng con đã có một thời sống trong cơ hàng khổ cực, nay được Phật trời hỗ trì cho qua hết khó khăn. Thương người còn đang khổ đau hoạn nạn, chúng con cúng dường bằng tự nguyện phát tâm. Xin Ni Sư thương chúng con mà thu nhận, của ít lòng nhiều theo hạnh từ bi. Vậy bần ni thỉnh nhị vị thí chủ vào trong phương trượng, chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Chuyện cúng tế anh không hiểu biết nhiều, vậy em cứ vào trong ấy với Ni Sư, anh ở ngoài đây chờ em. Vậy cũng được, mời thí chủ. Trời ơi, chết rồi. Pho tượng nặng nề trong vững chắc như vậy, mình chỉ sơ ý đụng nhẹ sao lại ngã quá dễ dàng như vậy. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Không khéo mình khó tránh khỏi bị các vị ở trong chùa la mắng hoặc đánh đòn nữa. Vậy thì mình mau nhanh chân rời cho khỏi nơi này. Người ta thấy ác là nguy, thần thánh chứng giùm tôi, đâu phải tôi cố tình làm chuyện này. Xin đừng trách thần. Chúng con về. Ủa, anh Khờ đâu rồi? Tội lỗi. Ai đã làm ngã vị Phật này? Lạ quá, lúc nãy chính con cũng thấy pho tượng này an vị ở đây mà, sao giờ lại như thế này? Không lẽ là anh Khờ? Đức vua mà nghe được cớ sự như vậy
chúng tôi biết phải giải bài với người như thế nào đây? Bạch Ni Sư, chẳng hay ngôi chùa này với đức vua có mối quan hệ ra sao mà Ni Sư tỏ ra lo lắng dường ấy? Không giấu gì thí chủ, 10 năm trước đây, trong một chuyến đi chấn bận, đức vua xa gia đến nơi này, thấy cảnh chùa người phát tâm kính trọng và cấp bát vàng ra lệnh trùng tu. Bút tích của vua còn lưu nơi chánh điện, nay bỗng nhiên ngã đi một pho tượng, chắc chuyện này sẽ lan truyền đến cung vua. Những người gây ra đã cao bay xa chạy, vua đến đây thẩm tra thì vô cùng tai hại. Vì có ai đâu nhận mình gây ra chuyện ấy, rốt cuộc rồi người phải tội là chúng tôi. Xin Ni Sư hãy dừng và an lòng, con sẽ thuê người dựng lại tượng kia. Có phải tốn hao lắm bạc nhiều tiền, con nguyện với chùa là sẽ lo toan. Mu Phật, nếu được thí chủ có lòng chung lo cho đại sư, bần ni không biết nói gì hơn là cầu tam bảo gia hộ cho thí chủ luôn an lạc trong đời. Nhà thì quốc thơi dân an, người theo đạo pháp được đức vua kính trọng. Vậy mà hôm nay sao xảy ra cớ sự khiến cho bần ni có gì phúc sao lòng? Theo con nghĩ, với pho tượng này, nếu ai có quyết lòng xô ngã cũng chưa chắc gì làm cho tượng lung lay. Ni Sư hẳn đã thấy được điều mà con vừa mới nói. Mu Phật, vì vậy bần ni mới để tâm sao đồng. Đây chính là điềm mà lành dữ chưa thông. Nếu điềm lành thì có hạnh nào, còn là điềm dữ chắc thiền môn dậy sông. Với đức vua nơi tôn nghiêm ngài thường xem trọng, bởi vua có lòng thành kính Phật tượng tăng. Nay tượng Phật ngã, nếu vua phẫn nộ kết tội chúng ni thì khổ lụy cho chùa. Giữa trời đất con chắp tay khấn nguyện, việc Phật sự này con xin lành phần lo. Dù có phải mất bao nhiêu của tiền vàng bạc để trả công cho người pho tượng dựng lên. Mu Phật, bần ni cầu cho Phật pháp trường tồn, thiền môn không biến động. Lại có chuyện kỳ quặc như thế này. Đã 3 hôm rồi, nữ thí chủ ấy đem hết tâm đạo tìm thuê rất nhiều trái tráng trong làng, cố dựng pho tượng lên.
nhưng rốt cuộc chỉ hoài không. Cầu trên chư Phật chứng minh, dưới thì Bồ Tát ẩn hình giúp cho. Quyền nhi diệu lý khôn dồn, chưa tường hư thực lòng lo chuyện này. Từ bi hạnh Phật sâu dày, chắp tay khứng giấy con nay tâm thành. Điều hung sinh xóa tan nhanh, kiết thì hiển lộ tinh lành đến nơi. Chúa Thượng giả lâm viếng chùa xưa, lý sư trụ trì chuẩn bị ra tiền môn nghìn tiếp. Vậy là đã có ai mật báo cho nhà vua biết được chuyện này. Người thân hành đến đây không biết lành dữ thế nào. Muôn tu vì không biết trước bệ hạ giá lắm, nên bần ni không đủ nghi lễ tiếp nghinh, xin ơn trên thứ tội. Quả nhân miễn lễ, ni sư trụ trì hãy bình thân. Bần ni xin đội ơn bệ hạ. Muôn tâu chúa thượng, những điều mà chúa thượng thấy trong giấc mộng là có thật. Xin chúa thượng hãy nhìn xem một pho tượng bị ngã. Xưa nay trẫm cứ nghĩ mộng là mị, nhưng trong giấc mộng cách đây ba hôm, chính trẫm đã thấy rõ ràng có một vị thần linh vào tận hậu cung khẩn khoản trình tâu cho trẫm hay chuyện xảy ra nơi này thật đúng vô cùng, vì mọi việc giống như in. Vậy cơ sự ra sao, ni sư hãy phân lại cho quả nhân tường. Bần ni đã biết tội của mình nên có chết cũng không than. Coi kìa, ni sư hãy bình thân, trẫm nào có nói đâu đến chuyện tội tình. Trẫm chỉ muốn biết rõ ràng pho tượng ngã này ai gây. Muốn tu mãi cho đến hôm nay, người làm nên chuyện tài đình vẫn bặt dạng bặt hình, chưa tìm ra manh mối. Tượng chùa bị ngã tinh đến nay đã mất ba hôm, sao cảnh ấy vẫn còn nguyên, không ai có lòng liệu lo. Muôn tâu chúa thượng, thật quá đổi lạ lùng. Đã có nhiều trai tráng trong làng đến đây nhận tiền công dựng lên pho tượng, nhưng tất cả đều không dựng nổi. Tả hữu vệ quân, hai khanh mau triệu tập quân hầu ra sức dựng lên pho tượng xem sao. Xin phụng mạng, tất cả hãy cùng nhau ra sức làm theo lệnh truyền của đức vua. Tâu chúa thượng, quả thật là sự lạ kỳ, chỉ là một pho tượng như vậy mà chúng thần vẫn không thể nào làm cho lay chuyển được. Chúng thần xin chịu tội vì nhiệm vụ không tròn. Trẫm xa tội, tất cả hãy đứng lên. Từ ngày nối nghiệp vua cha lên ngôi cửu ngụ, theo hạnh của tiền nhân, ta luôn lấy đức chân dân, lấy tình thương dỗ an ba tánh. Đất nước đang trong cảnh lạc nghiệp thanh bình.
mưa hòa gió thuận chúa tôi nặng mối thâm tình kỷ cương phép nước giữ gìn mọi người ao ấm cơm no sau nay lại có điểm xấu xảy ra đã làm sao trọn cõi lòng ta phải chăng đây chính là thời mạt vẫn của quả nhân xin thân vua an tâm người là đấng quân vương lấy đức trị vì danh thơm tiên tốt khó ai bị thì có quả nào chuyển phi bằng ni định thần tiên con đây quả chính điềm lành. Trẫm cũng mong lời tiên đoán của ni sư không phải là lời trấn an cho trẫm bình tâm dừng và nhưng trước mặt quả nhân có điều kỳ lạ khi tưởng ngã khó dựng lên dù đã có những bàn tay tận lực của các khanh có biết đâu ta đã bao mất hẳn nụ cười kể từ cái đêm quả nhân chập chờn trong giấc mộng ta thấy thân rồng trao đảo không an tâm quả nhân dường như thôi thúc từng cơn như có ai dục trẫm với thân hành đến chùa xưa cảnh cũ nơi mà 10 năm trước đây trẫm truyền cho quan phủ sát lệnh ban ra tạ tượng xây chùa nhờ hồng ân của chúa thượng từ ngày ngôi chùa này được trùng tu sáng đẹp bá gia bá tánh trong làng đều rất hân hoan mọi người lấy đây làm nơi tu tập lánh xa tội ác luôn giữ hạnh lành trẫm học đòi vua xưa lương võ đế cùng bố thí in kinh tạ tượng xây chùa lấy công đức kia trẫm thường khấn nguyện hồi hướng cho quốc gia thái bình cho dân chúng ấm no nhưng chẳng lẽ nhân quả có sự trái ngược nhau trẫm gieo phước đức sao có điềm báo dự nếu không xin ni sư vì trẫm tiên đoán thử để trẫm an lòng xa giá hồi cung xưa nay trẫm mộ đạo trọn niềm tin rằng nhân quả đi đôi như hình với bóng hình đã ngay thì bóng kia phải thẳng lẽ nào hình không dài mà bóng lại không tâu chúa điều ấy không thể có bao giờ chưởng qua chưởng đắc đậu gieo nhân gì hưởng quả ấy chẳng sai hay là đất địa này đã có hiền tài chờ việc khó giúp vua cho rõ mặt nếu vậy thì trẫm đây có cách tả hậu vệ quân giết ngay chiêu chị chiêu rằng ai là người hiền sĩ tưởng ngã dựng lên công ấy vua đền ước gì được nấy quỷ chân vua xin người miễn tội đi anh thánh hoàng vạn tuế vạn vạn tuế hai ngươi là ai sao lại quỳ trước trẫm mà tung hô vạn tuế tâu đức vua tiện nữ tên Quỳnh Mai dạ còn tôi tên Khờ nghe lời vợ tôi là cô này nè đến đây xin đức vua tha tội
ngươi đã làm nên tội gì? Dạ muôn tâu, do nơi tôi mà tưởng ngã ma ngày. Ba hôm nay lòng muốn đến phân bài, nhưng không dám sợ bị giam vào khám. Chồng tôi u ám chữ khờ luôn đeo bám, đã làm nhưng giải thoát thân. Sáng này mới khai sự tình, nghe tin vua về thăm viếng ngôi chùa. Đang lo âu vì tưởng ngã ba ngày, mới khuyên bảo chồng mau đi khai báo. Vua thấu đáo tôi xin săn tay áo, dựng liền cho tượng đứng lên. Chắc là vua tha tội tình. Thì sao gã này chính là tội đồ làm cho tượng kia bị ngã? Tiện nữ xin đức vua mở lòng hà hai, tha cho chồng tôi một phen lầm lỗi. Vì vô tình nên tội y trố gây. Chàng vốn thật thà, không biết dối gian, lòng thì trong sáng, điều ác chưa gây. Lại còn biết trọng Phật kinh tăng, ba ngày trước đây với tấm lòng thành. Vợ chồng tôi phát tâm cúng dường tam bảo, không hiểu sao chồng tôi lại gây ra cảnh trạng này. Ở nhà em có hỏi và anh cũng đã bài phân. Thật tình anh có xô đẩy gì đâu, chỉ chạm nhẹ thôi mà tưởng ngã như vậy. Bần ni rất tin lời thật thà của thí chủ, điềm lành ắt có sự linh ứng nhiệm màu. Tấm đà có nghe chính ngươi lời thốt nên lời, rằng ngươi sẽ một mình dựng tường. Dựng tưởng xong tội tình xin vua hãy thứ tha. Chẳng những trẫm tha tội mà còn giữ nguyên lời hứa. Ai là người hiền sĩ tưởng ngã dựng lên, công ấy vua đền ước gì được nấy. Em ơi, vua hứa tha tội cho anh rồi, em đừng la rầy anh nữa nghe không. Vua tha tội khi nào anh dựng được pho tượng này lên như cũ kìa. Anh nên nhớ là đã có nhiều trai tráng trong làng đến đây nhận tiền dựng tượng, nhưng chưa có ai dựng lên được hết á. Còn anh, tài sức đâu làm được chuyện này, không khéo tội càng thêm tội cho coi. Vừa rồi chính quan quân của triều đình cũng đã khoanh tay ngồi ngó đó thí chủ ơi. Dầu sao thì tôi cũng đã mang tội phá chùa rồi, không lẽ cứ đứng đây rồi chờ chết. Biết đâu vì thấy tôi khờ mà Phật ông Phật bà ở chùa này mỗi người giúp một tay cho tôi dựng lên pho tượng. Phật ơi, hôm đó tôi vô tình chứ không có cố ý. Nghe nói Phật thì từ bi thương người, nhất là người khờ khạo như tôi. Vậy Phật vui lòng đứng dậy để ông vua ổng đừng có ra lệnh cho lính bắt tôi. Bây giờ tôi đỡ ông đứng dậy nghe. Đến 3 tiếng đứng dậy giùm tôi nha. 1, 2, 3, tôi na ông dậy. Trời ơi, ông Phật ông đứng dậy.
Lạ quá, sao chồng tôi làm được việc này? Mô Phật, đức trọng quỷ thần kinh là đây. Mô Phật, bần ni chúc mừng cho nhị vị thí chủ. Thật là vui thay khi nước nhà có được tôi hiền. Chỉ là dân đen nhưng phúc đức quỷ thần phải kinh. Tưởng kia bị ngã mà giờ đây đã đứng lên ngay nơi xưa cũ. Vậy khánh ước gì mau trình tâu tẩm sẽ truyền lệnh ngay. Bệ hạ ơi, xin bệ hạ chờ đợi phút giây để tôi đây hỏi qua ý giờ. Em ơi, người ta nói rằng đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, nên được Phật chở che thánh thần phò hộ, tượng đã dựng xong đức vua giữ lời cho ta ước nguyện. Vậy em có nguyện ước gì không anh, để em trọn quyền quyết định. Riêng anh ai đã có em bên cạnh thì còn mong ước nào hơn khi thấy đôi ta hạnh phúc vô cùng. Và em đã có anh như cây bách cây tùng, tùng bắt muôn đời chở che phận liễu, thì em cũng đâu còn gì mơ ước viển vông. Nắm thật lòng và chiếu lệnh sẽ ban xa, hải khanh cứ nói bạc vàng gấm nhung hay địa vị. Bệ hạ, nếu vợ thần tính sao thì thần chịu, vậy cho vui cửa vui nhà tiếng cười rộn ra. Hai vợ chồng khanh quả trên đời này hiếm có, được vua hứa sẽ ban cho bất cứ điều gì hải khanh mong muốn. Vậy mà hình như trong lòng của hai người không có những ước vọng cao xa. Nhưng chẳng lẽ hai khanh lại phụ lòng thương yêu của trầm? Bệ hạ ơi, thường thì túi tham không đáy, mơ ước càng cao đau khổ càng nhiều. Nhưng nếu bệ hạ xót thương tiểu nhân, chỉ mong muốn một điều. Bệ hạ ban cho tiểu nhân chức quần ti nơi sông Cả, việc làm của thần là thu thuế thuyền buôn. Việc làm ấy tiền thu chẳng được là bao, sao khanh mong muốn chi điều cỡ cực đó? Điều vua hỏi tiểu dân không thể nào bày tỏ. Thôi được, trẫm bằng lòng theo ý của khanh. Vậy khanh hãy chờ ngày mai nhận chiếu chỉ ta ban, làm tuần tỷ nơi sông Cả. Hai tôi vạn tạ ơn đức thánh quân. Không ra ngoài ấy xem coi có thuyền buôn nào qua con sông Cả này mà không ghé vào đây nộp thuế. Anh lại vào gặp em có chuyện gì đây? Cũng có chút chuyện mới đến gặp nữ quan tuần ti, chứ khi không chi không ai muốn gặp quan làm gì. Đối với triều đình, quan tuần ti chỉ là một chức quan nho nhỏ thôi, nhưng em có được việc làm này cũng nhờ nơi công đức của anh đó. Nghĩ cũng lạ, không biết sao bao nhiêu trai tráng ở trong làng muốn dựng tượng lên mà dựng không có nổi. Còn anh, có phải gắn công gắn sức gì đâu mà lại được như ý nguyện. Có gì đâu anh,
linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thành bại, có không, được mất, xuất phát từ tâm. Phước chí tâm linh, quả lai thần ám. Khờ khạo như anh, em nói như vậy làm sao anh hiểu nổi? Xưa kia, sau khi cha mẹ em qua đời, có một thời em thường đến chùa lại Phật nghe kinh, để quên đi bao phiền muộn, quên mình sống cảnh cúc tôi, gió quay quả tâm hồn. Nào ngờ nhờ nghe nhiều lời giảng của các sư mà em đã thấm nhuần điều Phật dạy, tâm phải giữ trọn lành, tâm lành thì phước bao đến với ta, người hữu phước sẽ nạn khỏi tai qua, còn người điêu hoa tâm chân vắng mặt, hậu vẫn nào tránh né được đâu, nhưng quan trời đã gieo trồng. Vậy anh có đức gì mà trời Phật khiến xuôi, làm cho tự ngã lại dựng lên mau lẹ, để được vua xuống chiếu truyền ban, cho vợ chồng ta về ở cửa sông này, sống một đời thành thơi. Đây mới thật là phước chí tâm linh. Em có một điều ước nguyện, không ngờ lời nguyện ấy đã thành sự thật. Thành sự thật như thế nào? Em chỉ cho anh coi. Rồi đây anh sẽ biết thôi. Còn bây giờ anh cho em biết, anh vào đây gặp em có chuyện gì? Chuyện thiên hạ họ to nhỏ với nhau. Họ to nhỏ những gì? Họ nói em là quan tuần ti, nhưng chẳng giống ai, thủ thế trên sông sao quá lạ kỳ. Thuyền giàu thì đón thuyền nghèo cho đi, không nộp thế gì, như vậy còn thường xuyên căng dặn luôn bán với anh rằng, nên cố gắng đón chờ chủ nhân của chiếc thuyền buôn có tên là Giang Lịch, phải buộc hắn vào đây, như vậy là sao? Em được tin từ bấy lâu nay, thuyền hắn ta chuyên chở hàng giang, là quan tuần chúa định phải cho nghiêm lệnh, quốc pháp không tha kẻ lòng đen giả bạc tội gian nên xử phạt. Còn chuyện thuyền giàu, thuyền nghèo là sao? Vợ chồng mình đã hưởng quá nhiều phước báo, nào là bao nhiêu vàng của người bỗng nhiên đến nhà cho ta làm chủ, nay lại được du ban cho chức tuần ti, thì những thuyền buôn nghèo ta thu thuế để làm gì? Hãy giúp cho họ có cơm no áo ấm. Vậy là anh đã hiểu rồi. Từ đây có ai bàn tán về cái chuyện này, anh sẽ nói cho người ta biết. Thôi, anh đi ra ngoài bến đây. Anh đi nha. Chẳng lẽ do bị đắm thuyền trước đây mà Vạn Lịch đã bỏ nghề buôn? Mình xin vua được giữ chức quan tuần ti không ngoài mục đích muốn gặp hắn ta, để cho hắn hiểu thế nào là nhân quả. Vậy mà... Em ơi! Em ơi em! Em ơi! Hôm nay có chiếc thuyền buôn rất là lạ, vừa cập bến để nộp tiền. Em xem giấy này có phải là tên của chủ chiếc thuyền mà em muốn gặp không? Đưa em xem. Vạn Lịch! Đúng là hắn ta rồi. Anh bảo với chủ thuyền, không ai được nộp tiền thay cho hắn, chính hắn phải đến công đường đối mặt với em. Anh đi ngay. Đất trời xem chừng còn nhỏ hẹp, nên những kẻ xấu lòng không thoát được đi đâu. Xin quan tuần ti cho tôi nộp thuế qua sông mà. Ông là Vạn Lịch? Vâng, tôi là Vạn Lịch. Thuyền của ông buôn bán những gì? Dạ bẩm, chỉ là những tơ lụa tầm thường thôi à. Vạn Lịch, ông hái khai cho thật đi, đừng nhân xấu ngỡ toàn chốn thuế lọc lừa, tà gian luật vua khó tranh. Vạn Lịch tên họ này đây, giới thương buôn ai mà không biết, sao lại bán tơ lụa tầm thường? Lời khai này ta không tin tưởng.
Dạ, thưa quan từng tí. Đời có lúc thịnh lúc suy, nước có khi lớn khi rộng. Ông ngộ ra được lý này là duyên cớ làm sao? Tôi nghĩ người có nhiều vàng bạc như ông thì muôn kiếp dân san vào, nhân quả nào đến được với ông? Nghe thiên hạ đồn đãi rằng vàng vạn lịch chất đầy tuyền, dinh vạn lịch cung vua mới sánh chứ mà. Quan tuần tí, quan tuần tí đã hỏi thì tôi thành thật xin thưa, quả lời đồn điều ấy không sai. Nhưng trời cao có mắt nên trời bài chuyện dài trả trả dài, tôi giờ phải chịu đắng cay. Vì thói còn tiền muốn bạc vàng, tôi chỉ biết quy yêu của cải vàng rồng, xem nhẹ nghĩa vợ chồng, không màng đến đảo tàu khang, đã làm khổ lụy đời hồng nhan. Quỳnh Mai đã đi trong quốc ca hận nghẹn ngào, vào một sáng của năm nào. Trong ông hiện giờ như người mắt dân, vậy sự thật là sao? Quan tuần ơi, có lẽ vì tôi ăn ở không lành nên trời dành cho điều đắng cay nghiệt ngã. Trong một trận bão giông, thuyền tôi đắm chìm nơi biển cả, vàng đã mất đi chỉ còn mạng sống bụi xuân tàn. Dinh thử ban đi tiếp tục nghề xưa, trên sông nước buồn hàng đức không còn nên thời suy vẫn mát, ngày lại thêm ngày tiền của ra đi. Biết là từ đấy tôi chẳng mong chi, tìm lại thở vào sang danh vọng, mà tâm tôi chỉ muốn cùng người xưa tao ngộ. Tài sản còn lại xin dâng để ta tội cùng nàng. Lúc nãy tôi nghe ông nhắc đến Quỳnh Mai, nàng ấy với ông có liên hệ như thế nào? Nàng là người đã cùng tôi có một thời xe tơ cách tóc. Vậy nàng ra đi vì nàng phản trắc hay tại ông là kẻ bạc tình? Không có kẻ bạc tình, cũng không có người phản trắc, chỉ tại tôi yêu vàng hơn yêu người bạn gối chăn. Do sợ mất vàng nên trí ám thần hôn, chưa dứt nghĩa Tào Khang tôi cũng đau lòng xót dạ. Bây giờ nàng lấy chồng đâu, để anh giúp đỡ trăm cao nghìn vàng. Trăm cao dâng cả cho nàng, nghìn vàng là để giải oan lời thề. Biết rằng ông vẫn đi buôn, tôi nguyện kiếm chốn ngồi tuần. Dù ông buôn bán xa gần, làm sao tránh khỏi cửa tuần tôi đây? Trời! Quan tuần ti đây là Quỳnh Mai vợ của tôi.
Thì ra ông đây là Vạn Lịch, người mà trước đây tôi đã gặp một lần. Bây giờ em đã có nơi gặp nhau ghé nón làm nơi chẳng chào. Nhân quả là đây, tôi vẫn biết phải có ngày này. Suốt mấy năm nay tôi rất ăn năn hối hận. Để chuộc lại lỗi lầm, tôi đã đến nha môn lập sẵn giấy này. Giờ gặp em, anh gian cầu mong em hãy nhận. Xin vĩnh biệt. Ông ấy đưa giấy gì cho em vậy? Tôi tên Vạn Lịch, sanh ngày, tháng, năm. Trước nha môn, tôi làm giấy kê khai tài sản còn lại của mình. Người được quyền làm chủ số tài sản này là Quỳnh Mai. Sau khi tôi không còn trên dương thế, Vạn Lịch ký bút. Đã có chuyện gì ngoài ấy, để anh đi xem. Ai tự sát? Chẳng lẽ là hắn? Phải chăng vì xấu hổ mà hắn chọn cho mình cái chết? Em ơi, Vạn Lịch tự dùng dao đâm vào cổ mình và hắn đã chết rồi. Ngày xưa quả báo thì dày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Thôi, ngay bây giờ mình phải đi báo với quan sở tại về cái chết của hắn ta. Sau đó em sẽ xin vua đem tất cả tài sản của Vạn Lịch đúc một thứ tiền gọi là tiền Vạn Lịch, và vợ chồng mình đem phân phát cho dân nghèo làm phúc. Hay lắm, em làm như vậy mới là phải.